Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình nha. Cũng đã sắp đến Tết rồi mọi người ơi. Hôm nay mình hồi sáng mình có thay chậu cho một số cây hồ điệp để bàn trưng Tết mà mình quên làm video mất tiêu luôn. Tại vì hôm trước mình có làm video rồi. Cho nên là hôm nay mình cũng không nhớ, chứ nếu nhớ mình sẽ làm để chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà sau khi làm xong thì mình nói chung mình quay video để chia sẻ nha. Nếu bạn nào mà các bạn đang muốn thay chậu cho hồ điệp để bàn trưng Tết á, thì mời các bạn cùng tham khảo nhé. Sáng nay mình thay hai cái chậu để hai bên đó mọi người. Còn cái giữa là mình đã làm cách đây 3 tuần rồi mà hoa nó đẹp cả đó đó mọi người. Khi hoa hồ điệp đang đẹp vậy thì mình chăm sóc, nếu như không tưới vào hoa thì khoảng 1 tháng nữa hoa mới tàn nha. Cho nên là các bạn có thể chơi Tết thoải mái luôn mà rất là nói chung là tinh tế lắm. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào từng chậu một nhé. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích hãy đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng biết đến kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng mình nhé. Bây giờ mình xin chia sẻ từng chậu một nè để cho mọi người cùng tham khảo nha. Bây giờ trước tiên là mình đi vào cái chậu này đi. Mình quay video, hồi nãy mình để bàn đẹp lắm mọi người, nhưng mà ở chỗ đó thì góc nó hơi tối nhưng không quay được video. Mình phải đem xuống chỗ này góc sáng hơn. Mọi người thông cảm nhé, góc chỗ bàn nhà mình thì hơi tối á. Đó, chậu này đi. Để bàn rất là đẹp luôn. Trước tiên là mình mua cái chậu này với giá thành là 65.000. Và đặc biệt nha, hôm nay mình xin chia sẻ cho mọi người điều đặc biệt nữa. Hôm nay mình cũng rất là ngạc nhiên, đó là cái chậu hồ điệp này. Tiểu hồ điệp nha mọi người, hôm nay là đây là tiểu hồ điệp nha. Chậu tiểu hồ điệp này thì hoa nó lại thơm, nhưng màu tím thì hoa không thơm nha. Lần đầu tiên mình mới thấy hồ điệp là có mùi thơm đó mọi người, còn không biết mọi người biết lâu chưa. Đó, giá thành cái chậu là 65.000, có cả cái đế luôn nha mọi người. À, mình xin chia sẻ lại một lần nữa là mình không bán nhá. Sáng nay mình đi mua thôi, mình mua rồi về mình thay chậu thôi. Đó, mọi người có thể, cái này là mình kết hai mầm, hai gốc hồ điệp mọi người ơi. Hai gốc thì mình nói chung là xích cho em mới ra đây đi. Cái cây này là các bạn có thể mua ở ngoài chỗ vật tư Hoa Lan nha các bạn, có 1.200 một cây thôi, về các bạn kết vô nhá. Các bạn gắn xuống, ở trước tiên là ở dưới là các bạn bỏ xốp không, mút không á các bạn. Mút mà các bạn mua ở mấy cái thùng tivi đồ họ có bán á. Mình lấy mút ở trong cái hộp yến á, yến nó có lót mút đó đó. Xốp, mình xin lỗi, xốp. Mút cũng được nha mọi người, mút giữ nước cũng tốt, nhưng mà giữ tốt thì không ấy. Còn vấn đề là trồng để sang chậu để giữ hoa chơi Tết đó, thì mình chỉ gỡ bỏ một ít dớn ở dưới đáy chậu thôi nha. Còn mình vẫn giữ nguyên dớn hết, để cho bộ rễ nó còn nguyên, không ảnh hưởng gì đến hoa hết. Tức là số hoa này mình sẽ chơi đến qua Tết mới tàn nha mọi người. Đó, và đặc biệt là hoa này thì rất là thơm luôn á. Mình cũng không, lần đầu tiên mình mới thấy hoa lan hồ điệp này thơm đó mọi người ơi. Mình rất thích cái màu này luôn á. Tự nhiên hôm nay mình đặt hàng nó lại có chứ. Khi em ấy gọi ra lấy hàng mình rất mừng luôn. Cái màu này mình thích lắm. Chỉ có màu tím và màu vàng là nhiều, nhưng màu này lại không có. Nhưng đặc biệt mình thích màu này, sau nay về mình lại ngửi rất là thơm. Đó, cho nên là nếu mà bạn nào thích ấy, thì hai chậu này ấy, thì nói chung là mình mua 180 chậu đó mọi người ơi. 180 chậu, còn là hai chậu là 360, với cái này một cái này 65.000 nữa. Nói chung là hơn 400.000 được một chậu hồ điệp trưng Tết rất là đẹp luôn. Các bạn giá bình dân mà các bạn có thể tự làm được, rất đơn giản thôi các bạn. Vỏ thông ấy, thì các bạn mua hai loại nhá, một loại to hơn với một loại nhỏ hơn. Loại to thì mình cho dưới, còn chèn xung quanh, còn loại nhỏ thì các bạn rắc lên trên một ít để cho nó bảo đảm á các bạn. Các bạn chơi xong rồi các bạn để y vầy luôn nha. Cái này 2 ngày chúng ta mới tưới một lần, khi nào các bạn rờ vào trong gốc rồi nè. Các bạn rờ vào đây các bạn thấy khô khô rồi các bạn tưới, chỉ tưới gốc và lá thôi nha, không tưới hoa. Đặc biệt là khi hoa đang nở thì chúng ta không có tưới vào hoa, chỉ tưới gốc và lá. Các bạn có thể lấy B1 pha loãng và 1cc 1 lít nước các bạn lau toàn bộ lá cũng được các bạn ạ. À xin lỗi, mình vừa rờ phải. Dưới đây đang còn có vòi hoa này mọi người ơi. Đó, rất là thơm luôn á. Mình rất thích chậu này, nói chung là ưng ý lắm cả mọi người ạ. Đó. Mình thì hồ điệp thì mình chỉ chơi đơn giản thôi, còn mình đa số là thân thầm không mọi người ơi. Cho nên là
mình thì nói chung là làm được cái gì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái đó. Bây giờ mọi người có thể tưới hùng nguyễn nha mọi người. Mọi người pha 15 giọt 1 lít nước thôi. Mọi người chỉ tưới toàn bộ gốc và lá. Thứ nhất là hùng nguyễn vừa phòng trừ bệnh này, thứ hai là vừa kích rễ này, thứ ba là dưỡng hoa vì trong đó có cả đạm. Đó, cho nên mọi người có thể dùng hùng nguyễn để tưới 3 ngày chúng ta tưới một lần hoặc 4 ngày cũng được các bạn ạ, chỉ tưới lá và rễ thôi nha. Tưới một lượng ít thôi nha, đừng có tưới nhiều quá thì chậu của chúng ta sẽ bị nó bị úng á mọi người. Trồng kiểu này là cẩn thận không có bị úng nha mọi người. Đó, rất là hay luôn. Và bây giờ mình sang chậu thứ hai. Mình vẫn đang thích cái chậu đầu vì hoa rất là đẹp luôn đó. Chậu thứ hai thì mình trồng theo cách đơn giản đó mọi người. Nói chung là mình cũng gỡ bỏ 1/3 dớn ra, bộ rễ giữ nguyên. Đó, mình trồng được 1 tháng rồi đó mà cây rất là đẹp luôn, nở hoa chơi Tết rất là đẹp luôn đó. Lá rất là đẹp luôn, bộ lá cứng rất là đẹp luôn đó mọi người. Cái này thì mình có tưới một lần hung mix nha mọi người. Hung mix cực kỳ, kích rễ cực kỳ tốt. Phân hung mix các mọi người 45 hay 50 ngàn thì một lọ hữu cơ sinh học nha mọi người ơi. Vật tư Hoa Lan có bán đó các bạn. Cái này thì 45 ngàn luôn nha các bạn. Còn cái đĩa thì dưới thì mua riêng. Còn đây là đĩa dính liền nha mọi người. Cái bộ này là đĩa dính liền nha. Cái đây cũng đĩa dính liền luôn nè. Họ gắn dính liền rất là tiện. Dính liền nhưng ở dưới vẫn hỏng. Chúng ta tưới thì nước vẫn chảy ra được nha mọi người. Đó. Cách này mình trồng thì mình có chia sẻ video đó. Nếu bạn nào mà muốn xem video trồng thay chậu cho hồ điệp chơi Tết thì các bạn có thể xem video lại ủng hộ mình luôn nha. Đó. Còn đây này, chậu này thì mình xin chia sẻ lại, chậu này rất là đẹp luôn mọi người. Nhưng mà mình thì không thích màu tím mấy. Rất đẹp nhưng mình không thích màu tím mấy. Vì là mọi người biết sao không? Cái chậu này là lá phát tài, lá phát tài lá biên. Hồ điệp phát tài lá biên. Mà phát tài thì nói chung là năm mới thì cũng rất là hên. Cho nên là mình thôi thì mỗi thứ một ít cho nó có, nó phong phú đa dạng mặt hoa mà mọi người. Hai chậu mình trưng hai bên. Một cái bàn uống nước nhỏ nhỏ khi khách vô thì rất là nhìn cũng rất là sang trọng luôn, tinh tế mà mọi người. Nhưng mà nhìn nó có không khí xuân nữa, vì bây giờ cũng đã là 13, 14 gì rồi á, nói chung gần rằm rồi, quay đi quay lại là Tết rồi, mà lúc đấy thì lu bu rất là bận nhưng chúng ta không có thời gian làm những việc này đâu, cho nên bây giờ mình làm trước. Nhà mình nhiều việc lu bu lắm. Cái chậu này có hoa văn nha mọi người, hoa văn rất là đẹp luôn á. Đó, nói chung là trung bình một chậu này là khoảng, hồi nãy mình tính đó, hơn 400. Các bạn đi mua thì họ bán 600-700 nhưng họ trồng về chúng ta chơi xong Tết là hay bị hư cây lắm các bạn ơi. Còn đây mình trồng kiểu này theo cách của mình á, thì xong Tết chúng ta cứ để vậy 2 ngày chúng ta tưới một lần. Lúc đấy thì chúng ta tưới phân chỉ một tuần một lần thôi nha mọi người. 2 ngày các bạn xịt toàn bộ lá, rễ. Nói chung ở dưới là mình trồng bằng mút hết nha. Trồng mút lên tới nửa xốp, lên tới nửa chậu lên này. Cho nên rất là thoáng, không bị giữ, không bị úng nước đâu mọi người ơi. Còn ở dưới cái chậu này nó có lỗ rồi nha mọi người. Nước chảy ra được cho nên không bị giữ nước đọng lại đâu. Và vỏ thông chèn xung quanh thì vỏ thông rất là thoáng. Các bạn nên trồng bằng vỏ thông nhá. Các bạn xử lý ngâm qua nấm thôi. Mình bỏ qua đi, nấm chi cô đề ma thì sợ nhiều bạn không có, các bạn có thể ngâm qua thi san hoặc bencona nha. Bencona các bạn mua hộp nhỏ đó, chai nhỏ đó, khoảng 20 đến 25 ngàn một lọ thôi. Nếu không có nữa thì các bạn có thể luộc vỏ thông cũng được các bạn ạ. Luộc đun sôi lên khoảng 5 phút là được, đổ ra rửa sạch để trồng thôi, như thế là rất là tốt luôn á. Luộc được vỏ thông thì rất là tốt nha. Đó, các bạn trồng như vậy là xong, ra Tết hết hoa là chúng ta cắt bỏ ngọn hoa nha các bạn. Cắt bỏ ngang đây để phần ở dưới còn những cái mắt này này. Chúng ta có thể chơi hoa tiếp hoặc là cây con nó ra đó. Đó, như thế thì ra Tết các bạn vẫn tưới và chơi, chờ đến mùa năm sau lại chơi tơ hoa tiếp. Không bị lãng phí mà lại nói chung là dòng hồ điệp thì không có ưa nắng nha các bạn. Nếu các bạn chăm sóc tốt đó, cứ buổi sáng cỡ 7 giờ các bạn đưa ra cho nó tắm nắng đến 8-9 giờ là được rồi. Xong các bạn lại đem vào các bạn chơi nha các bạn. Đã đem vô bàn trong nhà trưng bình thường, không cần phải nắng sốc quá là dễ bị cháy cây lắm nha các bạn ơi, cháy lá hồ điệp á. Đó, mời các bạn cùng ngắm lại ba chậu lan nhà mình nhé. Đó, mình thích nhất chậu kia vì hoa rất là thơm luôn đó mọi người. Lần đầu tiên mình mới thấy hồ điệp hoa thơm đó mọi người ơi, rất là thích luôn.
Cái chậu giữa là rất là rẻ luôn nha mọi người. Chậu giữa là khoảng hơn 200 thôi. Vì nó có một cây thôi mà, nhưng mà cũng được. Nếu mà nói chung là sinh viên thì có các bạn có thể chơi một chậu đó cũng được. Rất là đẹp luôn. Đây là tiểu hồ điệp nha mọi người. Cái hồ điệp lá phát tài thì nó mắc hơn một xíu á, khoảng 10 đến 20 ngàn một chậu nha mọi người. Đó. Mình xin nói lại một lần nữa là mình không bán nha mọi người ơi, mình chỉ mua về chơi thôi. Nhà mình trồng hoa lan thân thòng đồ nhiều, nói chung tùm lum hết. Những cái này là chơi tham khảo thôi. Video của mình cũng đã dài rồi, thôi mình xin dừng video ở đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình. Chúc các bạn luôn thành công với những đam mê. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn làm được những chậu hồ điệp đẹp chơi Tết nha. Cảm ơn tất cả các bạn.